Tử vi tuần mới từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Tử vi tuần mới của người tuổi Dậu. Sau một vài khúc mắc về tình cảm vào khoảng đầu tuần, thì sau đó, những người tuổi Dậu và nửa kia dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Bạn không còn xét nét những khuyết điểm của người ấy, bởi bạn hiểu rằng chẳng có ai hoàn hảo. Đáng tiếc là bạn ít gặp được may mắn trên phương diện sự nghiệp. Sự xuất hiện của thiên quan và thương quan cảnh báo, bạn sẽ dễ vướng vào mâu thuẫn với lãnh đạo, thậm chí là gây ấn tượng xấu cho cấp trên, khiến cho công việc chịu nhiều ảnh hưởng. Về phương diện tài chính thì có phần nhỉnh hơn, một vài người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá, xứng đáng với công sức lao động. Nếu là người làm công ăn lương, muốn cải thiện cuộc sống, bạn cũng có thể kiếm các công việc khác để làm thêm. Sao thiên cầu chiếu mệnh, chỉ ra rằng thì bạn dễ rơi vào trạng thái lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, thì cũng nên gác lại công việc, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để xem tử vi chính xác nhất mỗi ngày.